Ok, Lộc xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và trong video này ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn 5 lý do quan trọng tại vì sao mà các bạn nên lựa chọn sàn giao dịch FPTM để bắt đầu hoặc là tiếp tục hành trình giao dịch Forex của mình nhé. Và nếu như bạn đang tìm kiếm một sàn giao dịch Forex uy tín và chuyên nghiệp thì đừng bỏ qua video này. Thì FPTM là một trong những sàn mà mình đã từng sử dụng trong một khoảng thời gian rất là dài và cảm thấy rất là hài lòng. Nên hôm nay mình rất muốn chia sẻ với các bạn cái lý do tại vì sao mà mình lựa chọn sàn FPTM để có thể bắt đầu hành trình giao dịch với Forex của mình. Ok, và trước khi bắt đầu video này ngày hôm nay thì các bạn đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của mình nhé. Và cái lý do đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn là cái lý do chính mà tại vì sao mình lại lựa chọn sàn FPTM để mình có thể bắt đầu giao dịch Forex. Đầu tiên đó chính là độ uy tín và giấy phép quốc tế. Thì lý do đầu tiên mà mình tin rằng FPTM là sự lựa chọn tuyệt vời và uy tín bởi vì là FPTM thì được quản lý bởi các tổ chức tài chính hàng đầu trên thế giới bao gồm FCA của Anh và CISEC của SEC. Đây là hai trong số những cơ quan quản lý tài chính nghiêm ngặt nhất, đảm bảo rằng hoạt động của FPTM luôn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. Và cái việc mà được quản lý bởi những cái tổ chức uy tín ấy thì mang đến cho sự an toàn và minh bạch cho người dùng. Và khi mà bạn giao dịch trên một sàn giao dịch mà có giấy phép quốc tế thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm hơn về cái việc là cái số tiền của mình được bảo vệ và giao dịch một cách diễn ra một cách công bằng. Và ngoài ra thì FPTM còn có chính sách bảo vệ số dư âm, nghĩa là bạn sẽ không bao giờ bị mất tiền nhiều hơn số vốn mà bạn đã nạp. Đây là một cái điểm rất là quan trọng cho những người mới bắt đầu. Đó thì đó là cái lý do đầu tiên mà mình muốn chia sẻ bạn về cái độ uy tín và giấy phép quốc tế của sàn FPTM. Và sang cái lý do thứ hai mà cũng là lý do mình cũng nghĩ là rất là quan trọng để mình lựa chọn sàn FPTM, đó là đa dạng về sản phẩm giao dịch. Và cái lý do thứ hai mà mình muốn nhắc đến ở đây chính là cái sự đa dạng về sản phẩm giao dịch. Thì sàn giao dịch FPTM thì không chỉ tập trung vào Forex mà FPTM còn cung cấp rất nhiều sản phẩm tài chính khác để các bạn thể lựa chọn. Bạn có thể là giao dịch vàng, dầu thô, cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, thậm chí là cả tiền điện tử. Nếu như bạn có hứng thú với cái thị trường điện tử này, mình thì cũng đang giao dịch ở trên thị trường điện tử cũng rất là nhiều và mình cũng thường xuyên giao dịch với những các cái cặp đồng tiền điện tử như là Bitcoin hay là ETH. Và với cái sự đa dạng này thì FPTM thì giúp cho các bạn linh hoạt hơn trong cái việc là quản lý danh mục đầu tư và phân tán rủi ro. Ví dụ như là ở trong thị trường Forex thì khi mà gặp biến động lớn thì các bạn hoàn toàn nên là chuyển sang những cái giao dịch như là cổ phiếu này, hàng hóa để bảo toàn vốn và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới. Thêm vào đó thì mỗi một sản phẩm thì đều có những cái điều kiện giao dịch cụ thể như là đòn bẩy này, speed này và hoa hồng rất cạnh tranh và giúp cho bạn tối ưu hóa lợi nhuận khi mà giao dịch trên sàn. Thì đó là lý do số 2. Sang lý do số 3 đó là speed top và phí cạnh tranh. Và đây cũng là một trong những cái phần mình nghĩ rất là quan trọng bởi vì các bạn hình dung là có rất là nhiều sàn giao dịch Forex và có cái mức phí giao dịch rất là nhiều. Ví dụ như các bạn chỉ đánh một lệnh một lot thôi mà các bạn mất đến 20-30 đô tiền phí giao dịch. Và với sàn FPTM thì đây là một trong những cái sàn mà có tính speed rất là thấp và phí giao dịch rất là cạnh tranh. Về cái mức speed và phí giao dịch của FPTM thì speed nó chính là cái khoản chênh lệch giữa các cái giá mua và giá bán của một sản phẩm tài chính. Thì trên FPTM thì bạn sẽ thấy rằng là cái mức speed của các cặp tiền tệ như là euro này, GBP này rất là thấp và chỉ từ 0.1 pip. Điều này thì cực kỳ có lợi cho những ai giao dịch trong ngày hoặc là giao dịch với khối lượng lớn và cái phí giao dịch của bạn sẽ được giữ ở mức tối thiểu. Thì FPTM thì còn có nhiều loại tài khoản để phù hợp với từng phong cách giao dịch như là tài khoản standard là cho người mới này, đến tài khoản ECN cho những cái trader chuyên nghiệp và speed up hơn nữa. Và nếu như bạn so sánh với các sàn khác thì mình tin rằng thì FPTM là một trong những cái sàn có cái mức phí tốt nhất trên thị trường hiện nay. Lý do thứ tư đó chính là nền tảng giao dịch hiện đại và đa dạng. Lý do thứ tư cũng chính là nền tảng giao dịch FPTM cung cấp. Là FPTM là hỗ trợ cả hai nền tảng phổ biến nhất hiện nay đó là MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Thì hai cái nền tảng này thì mình nghĩ là không còn xa lạ gì với các bạn trader rồi, đúng không? Và đây đều là những cái nền tảng mà giao dịch rất là tiên tiến này và giúp cho bạn có thể dễ dàng thực hiện các cái lệnh giao dịch, theo dõi biểu đồ này, sử dụng các cái chỉ báo kỹ thuật và quản lý rủi ro một cách chuyên nghiệp. Và ngoài ra thì FPTM còn có cái ứng dụng di động riêng thì các bạn thể là giao dịch mọi lúc mọi nơi. Điều này thì đặc biệt là cho những cái ai mà không thể ngồi trước máy tính thường xuyên. Với các cái tính năng như là giao dịch tự động này, phân tích thị trường này, quản lý lệnh tức thì này. Và mình tin rằng thì nền tảng của FPTM thì sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của các bạn dù bạn là người mới hay là một trader chuyên nghiệp. Không chỉ có vậy thì FPTM còn cung cấp rất là nhiều những cái công cụ hỗ trợ như là lịch kinh tế này, phân tích thị trường hàng ngày này và các cái báo cáo từ chuyên gia để giúp cho bạn có thể đưa ra những quyết định giao dịch chính xác và tiện lợi. Và cái lý do số 5 cũng là lý do cuối cùng mà mình quyết định là lựa chọn sàn FPTM, đó chính là cái dịch vụ hỗ trợ khách hàng tận tình và chuyên nghiệp. Đây cũng là lý do cuối cùng mà không kém phần quan trọng, và bởi vì cái dịch vụ khách hàng ấy, nó là một trong những cái phần mà mình nghĩ rất là quan trọng. Khi giao dịch thì mình chắc chắn rằng là sẽ có lúc mà các bạn cần phải gặp những cái câu hỏi thắc mắc hoặc là có những cái lúc mà các bạn rút tiền nạp rút nó không được nhanh, đúng không? Thì FPTM thì có một cái đội ngũ hỗ trợ rất là chuyên nghiệp, hoạt động 24/7 thì sẵn sàng giải đáp mọi vấn đề của bạn qua nhiều kênh khác nhau, từ chat trực tuyến này, email đến tổng đài điện thoại. Thì điều này đặc biệt hơn
khi vào đội ngũ này được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Việt này. Vì vậy là bạn không cần lo lắng về rào cản ngôn ngữ nữa. Thực tế thì khi mình gặp vấn đề về nạp rút tiền ấy thì mình đã liên hệ với họ và được giải quyết rất là nhanh chóng và chỉ mất trong vòng vài phút thôi. Và đây là một trong những điểm mình đánh giá rất cao ở sàn FXTM. Và dịch vụ chăm sóc khách hàng thì tốt thì luôn là một điểm cộng rất lớn với bất cứ mình, với bất cứ một sàn giao dịch nào, đúng không ạ? Thì FXTM đã làm điều này rất là tốt và mình rất ủng hộ các bạn việc các bạn sử dụng sàn FXTM. Từ đó tổng hợp qua 5 lý do tại vì sao mình lại lựa chọn sàn FXTM để có thể tiếp tục giao dịch với thị trường Forex nhé. Ok, vậy là mình đã chia sẻ với các bạn 5 lý do tại sao FXTM lại là một trong những sàn giao dịch Forex hàng đầu hiện nay với cái độ uy tín cao và sản phẩm giao dịch đa dạng, phí giao dịch rất là cạnh tranh, nền tảng thì hiện đại và dịch vụ khách hàng thì rất là tận tình. Và tất cả những điều trên là những yếu tố giúp cho bạn có một trải nghiệm giao dịch an toàn và hiệu quả hơn. Và nếu như bạn đang cân nhắc mở tài khoản FXTM thì đừng ngần ngại, hãy click vào link mình để ở dưới phần mô tả để bắt đầu ngay hôm nay nhé. Và đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.